Hi Yến xin chào các bạn. Các bạn thân mến, nhắc đến những ngôi sao gần trái đất nhất, chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hệ sao Alpha Centauri đúng không? Nhưng những vị trí tiếp theo, đó là những ngôi sao nào? Nó cách trái đất bao xa? Hãy cùng tôi thú vị đi khám phá bí ẩn của 10 ngôi sao gần trái đất nhất trong video ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ tôi thú vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Ngắm bầu trời đêm là một công việc hết sức thú vị của những người yêu thích thiên văn. Mỗi khi chúng ta ngắm các vì sao trên bầu trời, chúng ta dễ dàng nhận thấy có những ngôi sao rất sáng và cũng có những ngôi sao rất tối. Có nhiều bạn có suy nghĩ rằng những ngôi sao nào sáng nhất sẽ gần với trái đất nhất và ngược lại. Nhưng điều này chưa hẳn đã đúng bởi vì bản chất của các ngôi sao có kích thước và độ sáng khác nhau. Chính vì vậy, khi quan sát trên bầu trời đêm, độ sáng của các ngôi sao không những phụ thuộc vào khoảng cách mà nó còn phụ thuộc rất lớn vào độ sáng thực tế và kích thước của nó. Vậy đâu là những ngôi sao gần trái đất nhất? Hãy cùng tôi thú vị đi tìm hiểu nhé! Đứng ở vị trí thứ 10, đó là ngôi sao Lakeler 9352. Đây là một ngôi sao lùn đỏ nằm ở phía nam của chòm sao Nam Ngư. Với độ sáng biểu kiến là 7,34, nó khá mờ nhạt để chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường. Khoảng cách của ngôi sao là 10,72 năm ánh sáng. Nó được xếp ở vị trí thứ 10 về khoảng cách những ngôi sao gần trái đất nhất. Chính vì đây là một ngôi sao lùn đỏ nên nó chỉ có bán kính bằng 47% bán kính mặt trời. Còn về độ sáng, nó chỉ bằng 3,67% độ sáng của mặt trời. Chính bởi vậy tuy nó khá gần trái đất nhưng khi quan sát trên bầu trời nó rất mờ nhạt. Ngoài ra vào tháng 6 năm 2020 vừa qua, các nhà khoa học đã phát hiện ra hai siêu trái đất xoay quanh ngôi sao này. Khối lượng của chúng lần lượt gấp 4,2 và 4,7 lần khối lượng trái đất và nó có chu kỳ quỹ đạo lần lượt là 9,26 và 21,79 ngày trái đất. Các nhà khoa học cũng đang trong quá trình quan sát và phân tích thêm về hai siêu trái đất này. Hy vọng trong thời gian tới, những số liệu chi tiết về nó sẽ được công bố để chúng ta có thể đánh giá xem nó có phù hợp cho sự sống hay không. Ở vị trí thứ 9, ngôi sao Epsilon Eridani. Đây là một ngôi sao màu cam có quang phổ K2V. Quan sát trên bầu trời, ngôi sao nằm trong chòm sao Ba Giang ở phía nam. Nhìn từ trái đất, nó có cấp sao biểu kiến là 3,73. Với cấp sao biểu kiến này, chúng ta cũng dễ dàng quan sát nó trên bầu trời đêm. Theo tính toán thì nó cách trái đất khoảng 10,47 năm ánh sáng. Chính vì vậy, nó được xếp ở vị trí thứ 9 về khoảng cách của những ngôi sao gần trái đất nhất. Ngoài ra, đây là một ngôi sao rất trẻ. Theo các nhà khoa học, tuổi đời của nó ít hơn 1 tỷ năm tuổi. Bởi vậy, nó đang có hoạt động từ tính cao hơn mặt trời của chúng ta hiện nay, với gió sao được ước tính mạnh gấp 30 lần gió mặt trời. Còn về kích thước, ngôi sao có bán kính chỉ bằng 73% bán kính của mặt trời, cho nên nó chỉ có độ sáng tương đương 34% độ sáng của mặt trời mà thôi. Có một điều thú vị là, ngôi sao này thường được nhắc đến trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nó thường được coi như một điểm du lịch trong thiên hà. Tiếp theo chúng ta đến vị trí thứ 8, ngôi sao Ross 248. Đây là một ngôi sao lùn đỏ nằm trong chòm sao Andromeda. Nó cách trái đất 10,29 năm ánh sáng và nó được xếp ở vị trí thứ 8 trong những ngôi sao gần trái đất nhất. Nhưng khi quan sát trên bầu trời, chúng ta không thể tìm thấy nó bằng mắt thường bởi vì Ross 248 có độ sáng biểu kiến là 12,29. Với độ sáng biểu kiến này, chúng ta cần phải có những thiết bị quan sát chuyên dụng mới tìm kiếm được ngôi sao. Ngoài ra đây là một ngôi sao rất nhỏ với bán kính chỉ bằng 16% bán kính mặt trời. Chính vì vậy, độ sáng của ngôi sao chỉ bằng 0,18% độ sáng của mặt trời mà thôi. Trước đây, các nhà khoa học đã nghi ngờ Ross 248 có một người bạn đồng hành là sao lùn nâu. Nhưng qua quá trình quan sát và tìm kiếm, các nhà khoa học không thể phát hiện ra nó và Ross 248 đã được các nhà khoa học chứng nhận là ngôi sao cô đơn. Ở vị trí thứ 7 là ngôi sao Ross 154. Nằm trong chòm sao Nhân Mã, Ross 154 là một ngôi sao lùn đỏ với quang phổ loại mờ. Nhìn trên bầu trời, ngôi sao có độ sáng biểu kiến là 10,44. Nó quá mờ nhạt để chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường. Được xếp ở vị trí thứ 7 về khoảng cách, ngôi sao cách trái đất 9,6 năm ánh sáng. Đây cũng là một ngôi sao rất nhỏ với bán kính chỉ bằng 24% bán kính mặt trời. Bởi vậy, độ sáng của ngôi sao bằng khoảng 0,38% độ sáng của mặt trời.
Ngoài ra, khi quan sát DROS 154, các nhà khoa học cũng không phát hiện ra bất kỳ một người bạn đồng hành nào của ngôi sao. Tiếp theo, chúng ta đến vị trí thứ 6, đó là ngôi sao Triton 7268. Với ngôi sao này, chúng ta cũng không thể quan sát nó bằng mắt thường trên bầu trời bởi vì nó có độ sáng biểu kiến là 12,7. Được biết đến là một hệ sao nhị phân bao gồm hai ngôi sao lùn đỏ khá nhỏ. Bán kính của chúng tương đương nhau chỉ bằng 14% bán kính mặt trời. Chính bởi vậy, độ sáng của hai ngôi sao cộng lại chỉ tương đương 0,01% độ sáng của mặt trời mà thôi. Nhưng xét về khoảng cách thì nó đứng ở vị trí thứ 6. Hệ thống nhị phân này chỉ cách trái đất 8,73 năm ánh sáng. Nếu bạn muốn quan sát hệ nhị phân này, hãy hướng kính viễn vọng của mình vào chòm sao Kình Ngư. Khi đó, bạn sẽ thấy được hệ sao nhị phân này nhé. Vị trí thứ 5, ngôi sao Sirius. Nhắc đến Sirius, chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với nó, bởi vì đây là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Với cường độ sáng rõ ràng là âm 1,47, chính vì vậy chúng ta dễ dàng thấy nó nổi bật trong chòm sao Đại Quyển. Ngoài ra, Sirius còn được biết đến với cái tên khác là sao Thiên Lang, tức sói trời. Quan sát bằng mắt thường, chúng ta thấy nó như một ngôi sao, nhưng thực tế đây là một hệ sao nhị phân, bao gồm một ngôi sao chính có quang phổ loại A, còn ngôi sao đồng hành có quang phổ loại DA2. Với ngôi sao chính, nó có bán kính gấp 1,71 lần bán kính mặt trời. Còn về độ sáng, nó gấp 25,4 lần độ sáng mặt trời. Nhưng ngôi sao đồng hành lại rất nhỏ, nó chỉ có bán kính chưa bằng 1% bán kính mặt trời. Chính vì vậy, độ sáng của nó chỉ bằng 5,6% độ sáng của mặt trời mà thôi. Nằm cách trái đất 8,6 năm ánh sáng, Sirius được biết đến là ngôi sao xếp ở vị trí thứ 5 về khoảng cách trên bầu trời. Hải Yến cũng đã có một video nói khá chi tiết về hệ sao này rồi. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể tìm kiếm video Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm Sirius để tham khảo nhé. Vị trí thứ 4, ngôi sao Lalander 21185. Đây là ngôi sao lùn đỏ nằm trong chòm sao Đại Hùng. Quan sát trên bầu trời, ngôi sao có độ sáng biểu kiến là 7,52. Với độ sáng biểu kiến này, chúng ta cần có sự hỗ trợ của kính thiên văn cỡ nhỏ mới có thể quan sát nó. Theo tính toán của các nhà khoa học, ngôi sao này nằm cách trái đất khoảng 8,31 năm ánh sáng. Chính bởi vậy, nó được xếp ở vị trí thứ 4 về khoảng cách các ngôi sao gần trái đất nhất. Có lẽ đây cũng là một ngôi sao cô đơn, các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ một người bạn đồng hành nào xung quanh ngôi sao cả. Còn về kích thước, nó cũng rất nhỏ. Theo đó, bán kính của ngôi sao chỉ bằng 39% bán kính mặt trời. Nhưng độ sáng của nó lại rất yếu, nó chỉ có độ sáng bằng 2,6% độ sáng của mặt trời. Nó được biết đến lần đầu tiên bởi một nhà thiên văn học người Pháp Lalander năm 1847. Và bây giờ, chúng ta đến vị trí thứ 3, ngôi sao Wasp 359. Đây cũng là một sao lùn đỏ nằm trong chòm sao Sư Tử Leo. Với độ sáng rất yếu chỉ bằng 0,14% độ sáng của mặt trời. Chính vì vậy, nhìn từ trái đất nó có độ sáng biểu kiến là 13,54. Với độ sáng biểu kiến này, bạn cần có những dụng cụ quan sát chuyên dụng mới tìm kiếm được ngôi sao. Còn về khoảng cách, đây là ngôi sao được xếp ở vị trí thứ 3 bởi vì nó cách trái đất 7,86 năm ánh sáng mà thôi. Nhưng rất tiếc, đây cũng là một ngôi sao cô đơn, nó không có bạn đồng hành nào được phát hiện. Ở vị trí thứ 2, ngôi sao Baronat. Nằm trong chòm sao Xà Phu, cách trái đất 5,96 năm ánh sáng, ngôi sao được biết đến là có khoảng cách đứng ở vị trí thứ 2 khi quan sát từ trái đất. Nhìn trên bầu trời, đây là một ngôi sao rất mờ nhạt, với độ sáng biểu kiến là 13,21. Chính bởi vậy, bạn cần có sự hỗ trợ của kính thiên văn chuyên dụng mới quan sát được ngôi sao. Các nhà khoa học cho rằng đây là một sao lùn đỏ với bán kính chỉ bằng 19,6% bán kính mặt trời, cho nên ngôi sao có độ sáng khá yếu. Theo tính toán thì độ sáng của ngôi sao chỉ bằng 0,35% độ sáng của mặt trời. Ngoài ra, vào tháng 11 năm 2018, các nhà khoa học đã phát hiện ra một siêu trái đất xoay quanh ngôi sao ở khoảng cách 0,4 AU. Đây là một hành tinh đất đá có khối lượng gấp khoảng 3,2 lần khối lượng trái đất. Ở khoảng cách này, hành tinh mất 232,8 ngày để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Nhưng rất tiếc, đây là một hành tinh rất lạnh lẽo và nằm ngoài khu vực có thể ở của ngôi sao. Chính vì vậy, chúng ta không hy vọng có tồn tại sự sống trên hành tinh này được. Nhưng với khoảng cách 5,96 năm ánh sáng, chúng ta cũng có thể hy vọng một ngày nào đó khi khoa học phát triển, nhân loại có thể ghé thăm được hành tinh này. Cuối cùng, ở vị trí thứ nhất,
Không ai khác, đó là hệ thống sao Alpha Centauri. Đây là một ngôi sao nằm ở phía nam chòm sao Nhân Mã. Quan sát trên bầu trời, nó là một ngôi sao. Nhưng thực tế đây là một hệ thống bao gồm 3 ngôi sao, trong đó có một hệ sao nhị phân chính, Alpha Centauri A và B, còn lại là một ngôi sao thứ cấp Proxima Centauri. Với độ sáng biểu kiến của hệ sao là 1,33, chúng ta dễ dàng quan sát nó trên bầu trời đêm. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là ngôi sao gần trái đất nhất nếu chúng ta không tính mặt trời. Khoảng cách của nó đến trái đất chỉ là 4,37 năm ánh sáng. Chính bởi vậy, nó được hy vọng là điểm đến đầu tiên khi khoa học kỹ thuật phát triển đủ mạnh để du hành đến các ngôi sao. Điều đặc biệt là các nhà khoa học đã phát hiện ra 2 hành tinh quay xung quanh ngôi sao thứ cấp Proxima Centauri. Trong đó, đáng chú ý là hành tinh Proxima Centauri B. Nó lớn hơn trái đất một chút, nhưng điều quan trọng nó nằm trong vùng có thể ở của ngôi sao chủ. Các nhà khoa học hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể ghé thăm được hành tinh Proxima Centauri B này. Hải Yến cũng đã có những video nói về hệ sao Alpha Centauri ở trên kênh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể tìm kiếm video ngôi sao gần hệ mặt trời nhất Alpha Centauri để khám phá nhé. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn của 10 ngôi sao gần trái đất nhất. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ như thường lệ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.